Thưa quý vị, Xuân Giáp Thình 2024 đã về trên quê hương đất nước, cũng là dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập đảng Quang Vinh. Mừng đảng, mừng xuân mới, mừng đất nước đổi mới, chúng ta có quyền tự hào rằng đảng Cộng sản Việt Nam ta làm tất cả đều vì nhân dân. Từ những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có, với khí tế mới, động lực mới, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa, sáng suốt nắm bắt thời cơ thuận lợi vững vàng vô các khó khăn thử thách hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa 13 xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển cường thịnh phồn vinh văn minh và hạnh phúc từ sau đại hội 13 của đảng đến nay tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường thách thức mới xuất hiện nhiều hơn so với dự báo với ý chí quyết tâm cao và tinh thần trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt Trung ương Đảng đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đất nước ta đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục đạt được những kết quả to lớn, khá toàn diện. Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chúng ta đã vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56% trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm. Năm 2022 đạt 8,02% cao hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu 6 đến 6,5% và năm ngoái đạt hơn 5% là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới lần đầu tiên GDP của Việt Nam đạt mức 430 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba trong ASEAN và thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng các lĩnh vực văn hóa xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng rõ rệt. Đặc biệt, trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, truyền thống anh hùng yêu nước, thương người như thể thương thân của dân tộc ta lại được phát huy lên một tầm cao mới. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được thực hiện quyết liệt với nhiều cách làm mới, có chiều sâu, đồng bộ hiệu quả. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trước đây đã được bổ sung mở rộng chức năng, nhiệm vụ bao gồm cả chỉ đạo phòng chống tham nhũng và phòng chống tiêu cực, trọng tâm là phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, coi đây là gốc của mọi vấn đề. Đồng thời, ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng đã được thành lập ở tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước và đi vào hoạt động, bước đầu có kết quả tốt, từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Bộ Chính trị đã ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, kiểm tra thanh tra kiểm toán, điều tra truy tố xét xử thi hành án để đảm bảo việc thực hiện một cách đồng bộ bài bản và chặt chẽ. Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng được đẩy mạnh để từng bước tiến tới không dám, không thể, không muốn, không cần tham nhũng. Trong 3 năm qua, đường lối đối ngoại Đại hội 13 của đảng đã được nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành điểm sát đầy ấn tượng trong tổng thể thành tựu chung của đất nước. Đến nay, đảng ta đã có quan hệ với 253 đảng ở 115 quốc gia trên thế giới trong đó có 92 đảng Cộng sản, 63 đảng cầm quyền, 38 đảng tham gia liên minh cầm quyền, tham chính. Về quan hệ đối ngoại nhà nước, Việt Nam đã mở rộng làm sâu sắc quan hệ với 193 quốc gia, trong đó có 3 nước quan hệ đặc biệt, 6 nước đối tác chiến lược toàn diện, 12 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện. Trở thành thành viên tích cực có trách nhiệm của hầu hết các tổ chức diễn đàn khu vực và quốc tế. Đất nước đã vào xuân, dân tộc Việt Nam đang đứng trước vận hội mới để phát triển con người việt nam thế hệ tiếp nối thế hệ đang sống trong môi trường hội nhập sâu rộng một lòng đoàn kết dưới cờ đảng với niềm tin mãnh liệt rằng đảng ta bằng tài năng nhiệt huyết và trách nhiệm trước nhân dân và dân tộc nhất định sẽ còn mang lại nhiều mùa xuân thắm tươi làm rạng rỡ thế và lực việt nam trên thế giới